Thách thức giới hạn. Với những màn thách thức sẽ tiếp diễn cùng với sự xuất hiện trong đêm tranh tài tiếp theo. Nguyễn Huy, gương mặt thần tượng một thời, đến từ đội quý ông tinh tế Tuấn Mario. Quỳnh Cầm, cô gái đôi mươi tươi trẻ, đến từ đội quý ông hoành tráng Tống Hậu Diền. Và Huy Nguyễn Dominic, chàng trai với nhiều bí ẩn còn cất giữ, đến từ đội quý ông biến hóa Minh Đăng. Hãy cùng xem họ có mang đến những màn trình diễn độc đáo như chính biệt danh của đội đua sơ đội mình không. Mình yêu nhau đến khi nào đôi mắt ta mơ, bàn chân ta chẳng thể đi. Mình yêu nhau đến khi xuân hạ thu đông dần lùi ta. Hẹn nhau câu hứa bên nhau cho đến khi hơi thở dừng ta mới cách xa. Hữu duyên hao mộng xin ai chớ quên tình ai nào. Đón xem Thách thức giới hạn vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 4 tháng 4 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.